10 vị trí trong nhà tuyệt đối không được treo gương, kẻo hối hận suốt đời. Trong phong thủy, gương có vị trí rất quan trọng. Gương giúp tăng gấp đôi của cải, sức khỏe và hạnh phúc. Nhưng nếu không đặt đúng vị trí sẽ gây ra không ít phiền toái và bất lợi. Chính vì vậy, cách đặt cũng như là vị trí của gương trong nhà cần đúng phong thủy là vô cùng quan trọng. Sau đây, mời các bạn cùng với kênh Góc Nhìn Tâm Linh cùng điểm danh những vị trí nên và không nên đặt gương mà không phải ai cũng biết. Đặt gương đối diện cửa chính. Điều đại kỵ nhất là đặt gương đối diện với cửa chính của một căn nhà, bởi gương luôn phản chiếu ngược lại. Vì thế, khi đặt gương ở cửa chính sẽ dễ khiến dòng khí tốt cũng như là tài vận đổ ngược ra ngoài. Đặc biệt, nếu chúng ta làm kinh doanh, nếu đặt gương như vậy sẽ dễ dẫn đến việc hao tán tiền của. Không những vậy,